Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 3. Này là các dân tộc mà Đức Giê-hô-va để còn lại, đặng dùng chúng nó thử thách người Israel nào chưa từng thấy những chiến trận Canaan. Ngài chỉ muốn thử thách các dòng dõi mới của dân Israel, tập cho chúng nó việc chiến trận, nhất là những kẻ chưa từng thấy chiến trận khi trước. Các dân tộc này là dân Philistine cùng năm vua chúng nó, hết thảy dân Canaan, dân Sidon và dân Hevit ở tại núi Liban, từ núi Ba Anh Hẹt Môn cho đến cửa Hamát. Đức Giê-hô-va dùng các dân tộc này để thử thách Israel, đặng xem thử chúng nó có ý vâng theo các điều răn mà Ngài cậy Môi-se truyền cho tổ phụ chúng nó chăng. Như vậy, dân Israel ở chung cùng dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-rê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bu-xít, cưới con gái của chúng nó làm vợ, gả con gái mình cho con trai chúng nó và hầu việc các thần của chúng nó. Dân Israel còn làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, cúng thờ các hình tượng Ba Anh và A-xê-ra. Vì vậy, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va nổi phần cùng Israel. Ngài phó chúng vào tay Cushan-Rishathaim, vua nước Mesopotami. Dân Israel bị 8 năm phục dịch vua Cushan-Rishathaim. Kế ấy, dân Israel kêu la cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va bèn dấy lên cho chúng nó một người giải cứu là Ốt-ni-en, con trai của Kê-na, em thứ của Ca-lép, và người ấy giải cứu họ. Thần của Đức Giê-hô-va cảm động người. Người đoán xét Israel và đi ra chiến trận. Đức Giê-hô-va phó Cushan-Rishathaim vua Aram vào tay người, khiến cho người thắng Cushan-Rishathaim. Xứ được hòa bình trong 40 năm. Kế đó Ốt-ni-en, con trai Kê-na qua đời. Dân Israel lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, nên Đức Giê-hô-va khiến Ét-lôn, vua Mô-áp, trở nên cường thạnh để hãm đánh Israel. Vậy Ét-lôn nhóm hiệp chung quanh mình dân Am-môn và dân Amalek, kéo đi đánh Israel và chiếm lấy thành cây Chà Là. Dân Israel bị phục dịch Ét-lôn, vua Mô-áp trong 18 năm. Đoạn dân Israel kêu la cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va dấy lên cho chúng một đấng giải cứu là Ê-hút, con trai Gê-ra thuộc về chi phái Bên-gia-min, là người có tật thuận tay tả. Dân Israel sai người đem lễ cống cho Ét-lôn, vua Mô-áp. Ê-hút tự làm lấy một cây gươm hai lưỡi dài một thước và đeo theo trong áo mình nơi háng hữu. Vậy, người đem dâng lễ cống cho Ét-lôn, vua Mô-áp là một người rất mập. Khi dâng lễ cống rồi, bèn cho những kẻ đã đem lễ vật đến đi về. Nhưng chính người đến hầm lấy đá ở gần Ginh-ganh thì trở lại nói rằng: Hỡi vua, tôi có một lời tâu kín cùng vua. Vua truyền, hãy nín. Hết thảy những kẻ hầu cận vua bèn đi ra. Bây giờ vua đang ngồi một mình nơi lầu mát. Ê-hút đến gần mà nói rằng: Tôi có một lời của Đức Chúa Trời tâu lại với vua. Ét-lôn vừa đứng dậy khỏi ngai, Ê-hút bèn giơ tay tả ra, rút gươm đeo ở phía hữu mà đâm người nơi bụng. Cán gươm cũng lút theo lưỡi, mở liếp lại xung quanh lưỡi gươm, vì người không rút gươm ra khỏi bụng, nó thấu ra sau lưng. Đoạn Ê-hút lánh ra nơi hiên cửa, đóng các cửa lầu mát lại và gài chốt. Khi Ê-hút đã đi ra khỏi, các đầy tớ đến xem, thấy các cửa lầu mát đều đóng gài chốt thì nói với nhau rằng: Hoặc vua đi ngơi trong lầu mát chăng? Chúng đợi rất lâu đến đổi hổ thẹn, song vì không thấy vua mở cửa phòng, bèn lấy chìa khóa và mở. Kìa, thấy chúa mình đã chết, nằm sải trên đất. Trong khi chúng trì hoãn, Ê-hút đã trốn qua khỏi các hầm đá, lánh đến Syria. Người vừa đến, bèn thổi kèn lên trong núi Ephraim. Dân Israel đều cùng người xuống khỏi núi, và chính người đi ở đầu hết. Ê-hút nói cùng chúng rằng:
hãy theo ta, vì Đức Giê-hô-va đã phó vào tay các ngươi dân Mô-áp là kẻ thù nghịch các ngươi. Chúng đều theo người xuống chiếm cứ các chỗ cạn sông Giô-đanh là đường đi đến Mô-áp, cấm không cho ai đi qua. Vậy, trong lúc đó dân Israel đánh giết chừng 10.000 người Mô-áp, thảy đều là tay mạnh mẽ, can đảm, không một ai thoát khỏi được. Trong ngày đó, dân Mô-áp bị phục dưới tay Israel, xứ được hòa bình trong 80 năm. Sau Ê-hút có Sam-ga, con trai của A-nát, người dùng một cây đót bò mà đánh giết 600 người Philistin và cũng giải cứu Israel. Chương 4. Sau khi Ê-hút đã qua đời, dân Israel lại làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phó chúng vào tay Gia-bin là vua Canaan trị vì tại Hát-so. Quan thống lãnh đạo binh người là Sisera ở tại Haroset của dân ngoại bang. Vua Gia-bin có 900 xe sắt và trong 20 năm người hà hiếp dân Israel cách hung bạo, nên dân Israel kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va. Trong lúc đó, Deborah là nữ tiên tri, vợ của Lapidot, đoán xét dân Israel. Bà ở trên núi Ephraim giữa khoảng Rama và Bê-tên dưới cây chà là Deborah, và dân Israel lên đến cùng người đặng nghe sự xét đoán. Bà sai gọi Barak, con trai Abinoam từ Kê-đe trong đất Nephtali, mà nói cùng người rằng: Jehovah Đức Chúa Trời của Israel đã truyền lệnh này. Hãy chọn đem theo ngươi 10.000 người trong con cháu Nephtali và trong con cháu Sabulon mà đi thẳng đến núi Thabo. Ta sẽ khiến Sisera là thống lãnh đạo binh vua Gia-bin đến cùng ngươi tại khe Kishon luôn với các xe cộ và cả quân lính của hắn. Ta sẽ phó hắn vào tay ngươi. Barak đáp rằng: Nếu bà đi với tôi thì tôi sẽ đi, nhưng nếu bà không đi với tôi sẽ không đi. Bà bèn đáp: Ừ phải, ta sẽ đi với ngươi, song sự vinh hiển của việc này sẽ chẳng về ngươi, vì Đức Giê-hô-va sẽ phó Sisera vào tay một người nữ. Vậy Deborah đứng dậy đi cùng Barak đến Kê-đe. Barak nhóm hiệp người Sabulon và người Nephtali tại Kê-đe, có 10.000 người đi theo sau người, và Deborah cũng đi lên với người. Vả Hebe người Kenit đã lìa khỏi dân Kenit là con cháu Hobab, anh em vợ của Môi-se, và đi dựng trại mình ở về cái dẻ bộp Sanaim gần bên Kê-đe. Người ta thuật cho Sisera hay rằng Barak, con trai của Abinoam, đã đi đến núi Thabo. Sisera bèn nhóm hiệp hết thảy xe cộ sắt mình là 900 cái bằng sắt và toàn quân binh vẫn ở với mình, từ Haroset về dân ngoại bang cho đến khe Kishon. Deborah nói cùng Barak rằng: Hãy đứng dậy, vì này là ngày Đức Giê-hô-va phó Sisera vào tay ngươi. Đức Giê-hô-va há chẳng đi đằng trước ngươi sao? Rồi Barak đi xuống núi Thabo, có 10.000 người theo sau. Đức Giê-hô-va dùng mũi gươm làm cho Sisera và hết thảy xe cộ cùng toàn quân lính người vỡ chạy trước mặt Barak. Sisera bèn xuống xe mình chạy bộ mà trốn. Barak đuổi theo xe cộ và đạo binh cho đến Haroset về dân ngoại bang. Cả đạo binh Sisera bị gươm giết, không còn lại một người. Sisera chạy bộ trốn đến trại Gia-ên vợ của Hebe người Kenit, vì Gia-bin vua Hát-so và nhà Hebe người Kenit hòa hảo với nhau. Gia-ên ra đón Sisera mà nói rằng: Hỡi chúa, xin hãy vào nơi nhà tôi chớ sợ chi. Vậy người vào trại nàng và nàng lấy mền đắp người lại. Đoạn người nói cùng nàng rằng: Ta xin nàng cho ta chút nước uống vì ta khát. Nàng bèn mở bầu sữa ra cho người uống rồi trùm người lại. Người lại nói cùng nàng rằng: Hãy đứng nơi cửa trại, nếu có ai đến hỏi rằng ở đây có ai chăng thì hãy đáp chẳng có ai hết. Bây giờ người ngủ say vì mệt nhọc quá. Gia-ên vợ Hebe bèn lấy một cây nọc trại và tay nắm cây búa, nhẹ nhẹ đến bên người, lấy cây nọc đóng thủng màng tang người, thấu xuống đất và người chết đi. Barak đang còn rượt theo Sisera. Gia-ên bèn ra đón người mà nói rằng:
hãy đến, tôi sẽ chỉ cho ông thấy người mà ông đang tìm kiếm. Barak vào nhà nàng thấy Sisera nằm chết sải, có nọc đâm nơi màng tang. Trong ngày đó, Đức Chúa Trời khiến cho Gia-bin, vua Canaan, bị phục trước mặt dân Israel. Tay dân Israel càng ngày càng mạnh thắng Gia-bin vua Canaan, cho đến chừng chúng đã diệt người đi. Thi Thiên 79. Đức Chúa Trời ơi, dân ngoại đã vào trong sản nghiệp Chúa, làm ô uế đền thánh của Chúa và làm cho Jerusalem thành ra đống. Chúng nó đã phó thây các tôi tớ Chúa làm đồ ăn cho loài chim trời, cũng đã phó thịt của các thánh Chúa cho muôn thú của đất. Chúng nó đổ huyết họ ra như nước ở chung quanh Jerusalem, chẳng có ai chôn họ. Chúng tôi đã trở nên sự sỉ nhục cho kẻ lân cận mình, vật nhạo báng và đồ chê cười cho những kẻ ở chung quanh chúng tôi. Đức Giê-hô-va ơi, cho đến chừng nào? Ngài há sẽ giận đời đời sao? Sự phân bì Chúa há sẽ cháy như lửa ư? Xin hãy đổ sự giận Chúa trên các dân không biết Chúa và trên các nước không cầu khẩn danh Chúa, vì chúng nó đã ăn nuốt Gia-cốp và phá hoang chỗ ở người. Xin Chúa chớ nhớ lại mà kể cho chúng tôi các tội ác của tổ phụ chúng tôi. Nguyện sự thương xót Chúa mau mau đến đón rước chúng tôi, vì chúng tôi lấy làm khốn khổ vô hồi. Hỡi Đức Chúa Trời, về sự cứu rỗi chúng tôi, vì vinh hiển của danh Chúa, xin hãy giúp đỡ chúng tôi. Nhân danh Chúa xin hãy giải cứu chúng tôi và tha tội cho chúng tôi. Vì cớ sao các dân nói rằng Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu? Nguyện sự báo thù huyết kẻ tôi tới Chúa mà đã bị đổ ra được biết giữa các dân trước mặt chúng tôi. Nguyện tiếng than thở kẻ phu tù thấu đến trước mặt Chúa. Tùy quyền năng lớn lao của Chúa, xin hãy bảo hộ những kẻ đã bị định phải chết. Hỡi Chúa, sự sỉ nhục mà kẻ lân cận chúng tôi đã làm cho Chúa, xin hãy báo trả sự ấy gấp bằng bảy trong lòng chúng nó. Còn chúng tôi là dân sự Chúa và là bầy chiên của đồng cỏ Chúa. Chúng tôi sẽ cảm tạ Chúa mãi mãi. Từ đời này qua đời kia, chúng tôi sẽ truyền ra sự ngợi khen Chúa. Chương 15. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, cây nho ở trong các cây khác và nhánh nho ở trong cây rừng thì có hơn gì không? Người ta có thể lấy gỗ bởi nó để làm việc gì? Có dùng làm đinh để treo vật gì được chăng? Này, nó bị ném vào lửa để làm củi. Khi lửa đã thiêu hai đầu và khúc giữa cũng cháy, thì còn dùng được việc gì? Này, khi nó còn nguyên, chẳng dùng làm gì được. Huống nữa là khi lửa đã thiêu nuốt và nó đã bị đốt cháy, thì còn dùng làm trò chi được ư? Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Như cây nho trong các cây rừng mà ta lấy làm củi ném vào trong lửa, thì ta cũng sẽ phó dân cư Jerusalem như vậy. Ta sẽ để mặt ta nghịch cùng chúng nó. Chúng nó sẽ ra khỏi lửa, nhưng lửa sẽ thiêu đốt chúng nó đi. Và khi ta để mặt nghịch cùng chúng nó, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Ta sẽ làm đất này ra hoang vu vì chúng nó đã phạm tội. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chương 16. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: Hỡi con người, hãy làm cho Jerusalem biết những sự gớm ghiếc của nó. Ngươi khá nói rằng: Chúa Giê-hô-va phán cùng Jerusalem như vậy: Bởi cội rễ và sự sinh ra của mày ở đất Canaan, cha mày là người Amorít, mẹ là người Hê-tít. Về sự mày sinh ra, trong ngày mày mới đẻ, rúng mày chưa cắt, chưa rửa mày trong nước cho được thanh sạch, chưa xác bằng muối, chưa bọc bằng khăn. Chẳng có mắt nào thương mày, đặng làm một việc trong những việc đó cho mày, vì lòng thương xót mày. Song mày đã bị quăng giữa đồng trống trong ngày mày sinh ra, vì người ta gớm mày. Khi ta qua gần mày, thấy mày tắm trong máu mình, ta phán cùng mày rằng: Dầu ở giữa máu mày, hãy sống. Thật, ta phán cùng mày rằng,
dầu ở giữa máu mày, hãy sống. Ta đã làm cho mày thêm nhiều ra, như vật đồng ruộng mọc lên. Mày đã nảy nở, lớn lên và trở nên đẹp đẽ lắm. Vú mày dậy lên, tóc mày dài ra, nhưng hãy còn ở lỗ và trần truồng. Khi ta qua gần mày và nhìn mày, này, tuổi mày này, mày đã đến tuổi yêu mến. Ta lấy áo ngoài ta trùm trên mày, che sự trần truồng mày. Phải, ta thề cùng mày và kết giao ước với mày, thì mày trở nên của ta. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ta rửa mày trong nước, làm cho sạch máu vấy mình mày và sức dầu cho. Ta mặc áo thêu cho mày mang giày sắt lam, thắt lưng mày bằng vải gai mịn, đắp cho mày bằng hàng lụa. Ta lấy đồ trang sức dồi cho mày, xỏ vòng vào tay, mang kiền vào cổ, tra khoen nơi mũi, đeo hoa vào tai và đội mão đẹp trên đầu mày. Như vậy, mày được trang sức bằng vàng, bằng bạc. Áo sống của mày bằng vải gai mịn, bằng hàng lụa, bằng đồ thêu. Mày nuôi mình bằng bột mì lọc, bằng mật ong và bằng dầu. Mày đã trở nên cực đẹp và thịnh vượng đến nỗi được ngôi hoàng hậu. Danh tiếng mày lừng lẫy trong các nước bởi sắc đẹp mày, vì sự đẹp là trọn vẹn bởi oai nghi của ta mà ta đã đặt trên mày. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Nhưng mày cậy sắc đẹp mình, cậy danh tiếng mình mà buông sự dâm dục, hành dâm cùng mọi kẻ trải qua, phó mình mày cho nó. Mày dùng áo sống mình và làm các nơi cao cho mình, trang sức nhiều mùi và làm sự dâm loạn tại đó. Điều ấy sẽ chẳng đến, cũng sẽ chẳng có bao giờ. Mày cũng đã lấy những đồ trang sức trọng thể làm bằng vàng và bạc mà ta đã ban cho mày. Mày dùng làm hình người nam rồi hành dâm với nó. Mày lấy áo sống thêu của mình mà đắp cho chúng nó, lấy dầu và hương của ta bày ra trước mặt chúng nó. Bánh mà ta đã ban cho mày, bột mì lọc, dầu và mật ong mà ta cho mày ăn, thì mày đem ra mà bày ra hết trước mặt chúng nó để làm mùi thơm tho. Thật có sự ấy, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Mày đã bắt những con trai, con gái mà mày đã sinh ra cho ta, đem dâng cho chúng nó đặng nuốt đi. Những sự dâm ô đó há phải là nhỏ mọn sao? Mày đã giết con cái ta và đã đưa qua trên lửa mà nộp cho chúng nó. Giữa mọi sự gớm ghiếc và sự tà dâm mày, mày không nhớ lúc còn thơ trẻ, khi mày hãy còn ở lỗ, truồng trần hết cả, tắm trong máu mình. Chúa Giê-hô-va phán, khốn nạn cho mày, sau khi mày làm mọi sự dữ ấy, lại xây vòng khung cho mình, dựng nơi cao cho mình trên mọi đường phố. Nơi lối vào các đường phố, mày xây nơi cao mình, và đã làm cho sự đẹp đẽ mày nên gớm ghiếc. Mày đã nộp mình cho mọi người đi qua và thêm nhiều sự tà dâm mày. Mày đã hành dâm với những người Ai Cập là người lân cận mày, có thân thể mạnh mẽ. Mày đã thêm nhiều sự tà dâm đặng chọc giận ta. Vậy, ta đã giang tay ta trên mày, bớt phần đã chỉ định cho mày và phó mày cho ý muốn của kẻ ghét mày, tức các con gái Philistin. Chúng nó đã mắc cỡ về sự hành dâm của mày. Mày cũng đã hành dâm cùng những người Assyri vì mày không no chán. Sau khi đã phạm tội tà dâm với chúng nó, mày còn chưa no chán. Vả, mày đã thêm nhiều sự dâm dục với đất Canaan cho đến canh đê, thế mà mày cũng chưa no chán. Chúa Giê-hô-va phán, ôi, lòng mày luốt lát là giường nào. Mày phạm mọi việc đó là việc của đàn bà tà dâm không biết xấu. Khi mày xây vòng khung mình nơi lối vào mỗi đường, dựng nơi cao trên mỗi đường phố, mày không giống như đứa điếm đỉ, bởi mày khinh tiền công. Mày là đàn bà ngoại tình, tiếp người lạ thay vì chồng mình. Hễ là đứa điếm đỉ thì được tiền công, nhưng mày
thì dâng lễ vật cho hết thảy tình nhân mày. Mày đã hối lộ cho chúng, để chúng đến tư bề mà hành dâm với mày. Mày đã làm trái với đàn bà khác trong sự tà dâm mày, vì người ta không tìm mày và mày trả tiền công, còn người ta không cho mày chi hết. Ấy là mày trái với những kẻ khác. Vậy nên, hỡi kẻ điếm đỉ, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: vì cớ mày đã đổ ra sự ô uế, tỏ ra sự trần truồng bởi sự hành dâm với tình nhân mày, và vì cớ mọi thần tượng gớm ghiếc của mày, cũng vì cớ máu con cái mày đã dâng cho chúng nó. Cho nên, này, ta sẽ nhóm hết thảy tình nhân mày, tức những kẻ mày ưa thích, mọi kẻ mày yêu, mọi kẻ mày ghét, ta sẽ nhóm chúng nó từ mọi bề đến nghịch cùng mày. Ta sẽ lột truồng mày cho chúng nó sẽ thấy hết. Ta sẽ đoán phạt mày như đoán phạt đàn bà bội chồng và làm đổ máu. Ta sẽ lấy máu của sự giận dữ và ghen tương mà đổ trên mày. Ta cũng sẽ phó mày vào tay chúng nó. Chúng nó sẽ phá vòng khung và đổ các nơi cao của mày, lột áo sống mày, cất lấy đồ trang sức đẹp đẽ mày, để mày ở lỗ và trần truồng. Chúng nó sẽ khiến một lũ người lên nghịch cùng mày, ném đá mày và đâm mày bằng gươm. Chúng nó sẽ lấy lửa đốt nhà mày, đoán xét mày trước mắt nhiều đàn bà. Ta sẽ làm cho mày hết hành dâm, và mày cũng không cho tiền công nữa. Vậy thì cơn giận ta sẽ dứt, sự ghen tương ta lìa khỏi mày, và ta yên lặng không giận nữa. Vì mày không nhớ lúc mình còn thơ bé và đã nóng giận nghịch cùng ta trong mọi việc. Cho nên này, ta cũng sẽ làm cho đường lối mày lại đổ trên đầu mày. Chúa Giê-hô-va phán vậy: mày sẽ không thêm sự hành dâm này vào mọi sự gớm ghiếc mày nữa. Phàm người hay dùng tục ngữ sẽ lấy câu tục ngữ này mà nói về mày: mẹ thế nào, con gái thế ấy. Mày là con gái của mẹ mày. Mẹ mày đã chán bỏ chồng con mình. Mày là em các chị mày. Các chị mày đã chán bỏ chồng con mình. Mẹ mày là người Hê-tít và cha mày là người Amorít. Chị mày là Samari cùng các con gái nó ở bên tả mày. Em mày là Sodom cùng các con gái nó ở bên hữu mày. Còn mày không bước đi trong đường chúng nó và không phạm những sự gớm ghiếc giống nhau. Mày cho điều đó là nhỏ mọn, nhưng mày đã tự làm ra xấu hơn chúng nó trong mọi đường lối mày nữa. Chúa Giê-hô-va phán: thật như ta hằng sống, Sodom, em gái mày, chính mình nó và con gái nó chưa từng làm sự mày và con gái mày đã làm. Này, đây là sự gian ác của em gái mày là Sodom và các con gái nó: ở kiêu ngạo, ăn bánh no nê và ở nể cách sung sướng. Nó lại không bổ sức cho tay kẻ nghèo nàn và thiếu thốn. Chúng nó đã trở nên kiêu ngạo, phạm những sự gớm ghiếc trước mặt ta, nên ta đã trừ chúng nó đi vừa khi ta thấy mọi điều đó. Samari chưa phạm đến phân nửa tội mà mày đã phạm. Mày đã thêm nhiều sự gớm ghiếc hơn nó, và bởi những sự gớm ghiếc mày đã phạm thì chị em mày còn được kể là công bình. Mày xét đoán chị em mày, ấy là mày chuốc lấy sự xấu hổ mình. Vì cớ tội lỗi mày còn là đáng gớm hơn chúng nó, thì chúng nó là công bình hơn mày. Vậy mày cũng hãy mang nhơ chịu hổ, vì mày đã làm cho chị em mày được kể là công bình. Ta sẽ đem những phu tù của Sodom và các con gái nó trở về, đem những phu tù của Samari và các con gái nó trở về, cũng đem các phu tù của mày ở giữa chúng nó trở về nữa, để mày mang nhuốc mình và chịu hổ về mọi điều mày đã làm, vì đã làm cho chúng nó được yên ủi. Chị em mày, Sodom và con gái nó sẽ trở lại như khi xưa. Samari cùng con gái nó cũng trở lại như khi xưa. Mày cùng con gái mày cũng sẽ trở lại như khi xưa. Trong ngày mày kiêu ngạo, miệng mày chẳng nhắc đến tên Sodom em mày. Lúc đó sự dữ của mày chưa lộ ra, mày còn chưa bị những lời nhiếc móc của con gái Syri và hết thảy các xứ lân cận của các con gái Philistine nó khinh dễ mày tư bề.
mày đã mang lấy sự hành dâm và sự gớm ghiếc của mày. Đức Giê-hô-va phán vậy. Vì Chúa Giê-hô-va phán như vậy, mày đã khinh dễ lời thề mà dứt bỏ giao ước ta, ta sẽ đối đãi mày như mày đã làm. Dầu vậy, ta sẽ nhớ lại giao ước ta đã lập với mày đang ngày mày thơ bé. Ta vì mày sẽ lập một giao ước đời đời. Khi mày sẽ nhận lấy những chị em mày, mày sẽ nhớ lại đường lối mình mà hổ thẹn. Bây giờ, ta sẽ trao chúng nó cho mày làm con gái, nhưng không cứ theo giao ước mày. Ta sẽ lập giao ước ta với mày. Mày sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, hầu cho mày được nhớ lại và hổ ngươi. Vì cớ sự xấu hổ mày, mày chẳng còn mở miệng nữa, khi ta đã tha thứ mọi điều mày đã làm. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghố, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.